Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng sau 12 năm thực hiện đã đóng góp vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị tiếp tục tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị thăm hỏi, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và thương bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin quân sự Quốc phòng của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Vừa rồi là một số nội dung chính có trong mục tin tức nổi bật của bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, tuần qua tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện pháp lệnh công nghiệp quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị. Qua 12 năm thực hiện pháp lệnh, năng lực của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt có bước phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chất lượng nguồn nhân lực. Đang nghiên cứu chế tạo được một số loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, công nghệ sửa chữa được nâng cấp về chất lượng, đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo cơ bản, có năng lực hoạt động thực tiễn. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phạm An Giang đã nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của pháp lệnh công nghiệp quốc phòng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rõ những thành tiệu quan trọng qua 12 năm triển khai thực hiện pháp lệnh, đồng thời khẳng định tầm quan trọng trong công tác phối hợp, tạo điều kiện về cơ chế chính sách của các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Trong tuần, một số cơ quan đơn vị trong toàn quân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của tổng cục 2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn tổng cục giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng tổng cục khai vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, đẩy mạnh tự phê bình, phê bình, xây dựng Đảng bộ tổng cục trong sạch vững mạnh. Chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, yêu cầu ban chỉ đạo 35 tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chủ động phát hiện, ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã dâng hương tri ân tưởng nhớ, thăm hỏi tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước từng công tác trong quân đội và các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Hà Nam. Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các bậc cha anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và quá trình xây dựng phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương bệnh binh, đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị mong muốn mỗi thương bệnh binh luôn giữ gìn bản lĩnh vượt qua khó khăn thương tật phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ sống vui sống khỏe sống có ích luôn là gương sáng cho thế hệ trẻ học tập nói theo tình hình dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để kịp thời phòng chống và giảm thiểu sự lây lan của virus sars cov 2 xâm nhập cộng đồng quân đội nhân dân tiếp tục là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận chống dịch để kịp thời bổ sung vào lực lượng xét nghiệm COVID-19, phân hiệu phía Nam Học viện Quân y đã phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đăng ký và tổ chức các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch. Đội ngũ này đã được tập huấn trực tuyến và được phân thành 4 đội trên làm 3 ca, đảm bảo công suất phòng xét nghiệm chạy liên tục 24 trên 24 giờ. Từ nhiều ngày nay, lực lượng dân quân ban chỉ huy quân sự thành phố Sĩ An tỉnh Bình Dương luôn túc trực canh gác phục vụ và hỗ trợ lực lượng y tế trong khu cách ly gần 2.000 người của thành phố. Với công việc chính là dọn dẹp rác thải, vận chuyển thực phẩm, động viên giải thích để người dân chấp hành nghiêm quy định cách ly. Tiếp nối chương trình, từ nhiều năm qua, các hệ thống bệnh xá, trung tâm y tế trên quần đảo Trường Sa ngày càng phát triển, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của các cán bộ, bác sĩ quân y đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của quân và dân nơi tiền tiêu Tổ quốc. Cột cờ Hà Nội, công trình kiến trúc mang đậm giá trị nghệ thuật quân sự, nơi chứng kiến nhiều dấu mốc đặc biệt trong tiến trình lịch sử của thủ đô Hà Nội không ngại khó, ngại khổ. Hàng năm, nhiều cán bộ nhân viên quân y từ đất liền đã thay phiên nhận nhiệm vụ công tác giữa biển khơi, nơi muôn trùng sóng gió, để kịp thời cấp cứu, chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, quân và dân trên tuyến biển đảo Trường Sa. Họ đã thực sự là điểm tựa vững chắc cho quân và dân nơi đây, yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Công tác tại Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn bệnh nhân Nguyễn Xuân Trường trước khi đi biển đã kiểm tra sức khỏe và đạt loại tốt. Tuy nhiên, trong quá trình công tác dài ngày trên biển, anh đột nhiên đau bụng, được các bác sĩ bệnh xá Nam Yết chuẩn đoán và điều trị thành công bệnh đường ruột. Ở ban chỉ huy đảo cũng như các bác y bác sĩ đây là rất là tận tình. Các bác sĩ cũng khám chữa bệnh là rất là kịp thời tích cực và chung là cái chuyên môn là mình đánh giá là rất là tốt. Nhờ có hệ thống telemedicine nên giờ đây, nhiều bệnh nhân nặng đã được các hệ thống bệnh xá, trung tâm y tế của trường Sa cấp cứu kịp thời, thay vì đưa về bệnh viện tuyến trên tại đất liền để điều trị. Chúng tôi đã cấp cứu được thành công, điều trị thành công 2 ca đột quỵ não. Nó các ca ngộ độc về đường tiêu hóa, về các dị ứng cơ bản, những ca chấn thương do tai nạn nghề nghiệp thì chúng tôi đều cấp cứu hết. Chúng tôi tiếp nhận vào mổ luôn tại bệnh xá và bệnh nhân ra viện an toàn, khỏe mạnh. Bên cạnh làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Sa cũng được thực hiện rất hiệu quả. Dự báo tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn, hệ thống trung tâm bệnh xá tại đây luôn bảo đảm đặt trạng thái phòng chống dịch lên mức cao nhất. Tổ chức khu vực cách ly và có đường dẫn đi riêng theo đúng như hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp các lực lượng không cần thiết về lên đảo. Chúng tôi có thể thực hiện cấp phát thuốc ngay tại vị trí cầu cảng để trả cho ngư dân và các lực lượng công tác khác có thể về tàu và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những thành quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ chiến sĩ nơi tiền tiêu yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đang đến gần. Trong tuần qua, các ấn phẩm báo quân đội nhân dân và báo chí lực lượng vũ trang đã có những bài viết tác phẩm sâu sắc sinh động về quá trình luyện tập và những quyết tâm nỗ lực của các đội tuyển tham gia Army Games 2021. Trang 7 báo Quân đội nhân dân hàng ngày có loạt bài về các đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng cho Army Games 2021. Vượt sóng luyện rèn quyết chinh phục đấu trường quốc tế. Chiến sĩ pháo binh vượt nắng thắng mưa. Từ đầu tháng 7, báo Quân đội nhân dân điện tử mở chuyên trang Army Games 2021 với nhiều tin bài nội dung phong phú đa dạng, đặc biệt có nhiều tác phẩm được thể hiện dưới dạng long form như những trái tim nóng nơi thao trường. Trên chuyên trang video audio có các phóng sự sinh động về quá trình luyện tập của các vận động viên ở các đội tuyển như pháo binh Việt Nam sẵn sàng chinh phục Army Games 2021, hành trình từ mỏ chén đến Tân Cương của Bộ đội Phòng hóa. Thông tin về hoạt động của các đội tuyển tham gia Army Games 2021 cũng được cập nhật thường xuyên trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam như lễ xuất quân của đội tuyển xe tăng biên đội Tàu 015 và 016 bắt đầu sang Nga dự Army Games. Huấn luyện bằng tình yêu thương là bài viết trên báo biên phòng của tác giả Tuệ Lâm nói về những khó khăn vất vả và tình cảm của các cán bộ biên phòng với những chú chó nghiệp vụ trong công tác huấn luyện tham gia Army Games 2021. Ai đã đến Hà Nội, đi trên đường Điện Biên, hẳn nhìn thấy vút lên cột cờ cao vòi vọi. Chỉ với bốn câu thơ, tác giả nhà thơ Đinh Xuân Tửu đã giới thiệu cho chúng ta về một công trình giàu tính thẩm mỹ được xây dựng dưới thời vua Gia Long Trường Nguyễn trên phần đất phía nam của Hoàng Thành Thăng Long. Cột cờ Hà Nội hay còn gọi là Kỳ Đài Hà Nội không chỉ mang giá trị về mặt kiến trúc mà còn là nơi ghi dấu sự phát triển nghệ thuật quân sự của cha ông ta trong các thế kỷ 19-20. Cột cờ Hà Nội có kết cấu dạng tháp được xây dựng cùng thời với thành Hà Nội dưới triều nhà Nguyễn, bắt đầu năm 1805, hoàn thành năm 1812. Đây là vọng canh trong hệ thống phòng thủ của thành nhà Nguyễn, theo trục Bắc Nam. Kiến trúc này chỉ cách Đoan môn khoảng 300 mét, điện kính thiên 500 mét và cánh cửa Bắc chừng 1.000 mét. Từ trên đỉnh Kỳ Đài, có thể quan sát cả một vùng khá rộng trong và ngoài thành cổ. Thời đó còn nhìn ra tận Hồ Tây, Hoàn Kiếm, sông Hồng. Vào các năm 1873, 1882, cột cờ Hà Nội chứng kiến hai trận đánh giữa binh lính triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, trong không khí ngày hội lớn, cả thủ đô hướng về đây để chờ đón giây phút lịch sử, lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh cột cờ Hà Nội. Sau này những năm 70 của thế kỷ 20, cột cờ Hà Nội còn được lực lượng phòng không sử dụng làm đài quan sát, góp phần bảo vệ thủ đô trước sự tấn công bằng không quân của đế quốc Mỹ. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quân sự quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.